Sau trận đấu đầu tiên diễn ra tại sân Cẩm Phả vào ngày 23 tháng 12 vừa qua, đội tuyển quốc gia cũng như U22 Việt Nam sẽ có màn tái đấu tại sân Việt Trì vào ngày 27 tháng 12 tới đây. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ mở cửa bán vé cho khán giả vào sân cổ vũ và toàn bộ số tiền thu được từ bán vé sẽ được dùng vào việc ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian qua. Các mệnh giá vé lần lượt là 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng. Theo ghi nhận của các phóng viên, đúng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 12, ban tổ chức đã mở bán vé cho người hâm mộ có thể mua những tấm vé vào sân cổ vũ cũng như chứng kiến các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu. So với trận đấu tại Quảng Ninh ngày 23 tháng 12 vừa qua, lượng người mua vé có phần đông hơn. Theo đó, ban tổ chức sẽ mở cửa đến 17 giờ ngày 27 tháng 12 hoặc đến khi hết vé. Về công tác phát hành vé thì chúng tôi đã chỉ đạo các bộ phận chức năng bố trí tuyên truyền cho người dân để người dân hiểu được cái thời gian phát hành vé, địa điểm bán vé và phương thức phát hành. Mỗi người chỉ mua không quá 2 vé để nhiều người được mua và được đến dự khán trận đấu. Thứ hai là các bộ phận chuyên môn của sở chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Khai thác Khu Liên hợp bố trí lực lượng xây dựng cái hệ thống hàng rào rích rắc để người dân xếp hàng để tránh ùn tắc. Và thứ ba là lực an ninh đảm bảo công tác an ninh trật tự để phục vụ cho người hâm mộ đến mua vé một cách văn minh, lịch sự. Và chúng tôi cũng bố trí cái lực lượng y tế để phục vụ nhân dân phòng chống dịch Covid và bố trí cả nước uống rồi ô che nắng để nếu trời nắng thì không đảm bảo và đảm bảo đến sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời là các cái điều kiện khác thì chúng tôi bố trí đầy đủ để giúp cho nhân dân được xếp hàng mua vé một cách văn minh lịch sự và có cái tấm vé trong tay để dự khán trận đấu vào chiều ngày 27. Tối nay nó thực ra là nói các bác cười, tuổi già là không ngủ được, làm hai nữa cũng đam mê mà sợ là không mua được vé. Cho nên tôi dậy từ 3 giờ tôi ra đây 3 rưỡi rồi. Đã có mặt. Cái chú bảo vệ ra bảo sao cụ già đi sớm thế và sợ không mua được vé. Thế mà bác còn cẩn thận, bác còn xem chứng minh thư. Tôi rất phấn khởi được mua 2 vé nhưng mà chưa toại nguyện bởi vì là muốn mua 3 vé. Vì là như thế này có khi tôi phải ở nhà để nhường cho hai bố con nó đi xem. Về nhà có hai bố con và một đứa cháu rất đam mê bóng đá. Mà đặc biệt là riêng tôi thì lại tôi rất hâm mộ cái đội U22. Vì tới đây là U22 mình là sẽ tham gia SEA Games cuối năm 2021. Tôi và mọi người, nhất là các cháu nhà tôi cũng quanh bà con ở phố xóm, là cùng một lúc được xem các tuyển thủ, các cháu gọi là có tên tuổi như Quang Hải, Văn Quyết, rồi nói chung là Công Phượng. Thế còn các cháu mới thì chưa rõ tên lắm, nhưng mà nói chung là cả hai đội thi đấu cho nên ra sân, cho nên là muốn chiêm ngưỡng các cháu, muốn xem các cháu đá như nào. Mình xem ở nhà thì xem vô tuyến thường xuyên nhưng không bằng trực tiếp được. Ở trận đấu tại Quảng Ninh, thay vì có mặt chỉ đạo ở vị trí của ban huấn luyện, thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngồi trên khán đài để chứng kiến các học trò thi đấu. Sau 90 phút trên sân, đội tuyển quốc gia đã có được chiến thắng 3-2 trước các đàn em U22 Việt Nam. Người lập công cho đội tuyển quốc gia là Văn Quyết, Xuân Trường và Đức Trình. Trong khi đó, hai cái tên lập công cho U22 Việt Nam là Văn Đạt và Hữu Thắng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết việc đội tuyển quốc gia để thủng lưới 2 bàn là có vấn đề. Trong khi đó, nhận định về lối chơi của U22 Việt Nam, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng thừa nhận U22 mới tập trung nên chưa trải qua giai đoạn nâng cao tính tổ chức của đội. Điều này hứa hẹn sẽ có những thay đổi trong trận đấu lượt về trên sân vận động Việt Trì. Và các khán giả tại Phú Thọ chắc chắn sẽ được thưởng thức những pha bóng đẳng cấp, những bàn thắng đẹp mắt từ các cầu thủ đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam vào 17 giờ ngày 27 tháng 12 tới đây, trực tiếp trên kênh OnSport VTC3 cùng các kênh fanpage và YouTube Next Sport.